Hello anh em, lại một tuần nữa trôi qua và như thường lệ hôm nay thì mình sẽ có một cái video chia sẻ về những cái thông tin công nghệ bổ ích cho anh em. Và trong cái video lần này thì mình sẽ so sánh về hai cái sản phẩm rất là được nhiều anh em ưa chuộng trong cái dòng D400 series của Intel Ryzen Camera, đó chính là D435 và D435i. Và hai cái con camera này có cái đặc điểm gì khác nhau thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu cho cái video lần này nhé. Và mình là A từ Brand PC. Đầu tiên thì để mình nói về các cái đặc điểm giống nhau trước, thì quan trọng nhất trên những chiếc camera 3D chính là những cái cảm biến thu ảnh độ sâu, đúng không anh em? Thì trên cái cảm biến thu ảnh độ sâu trên hai cái con camera này ấy, thì chúng không có cái điểm gì khác biệt cả. Chúng đều có một cái trường nhìn rất là rộng, 87 độ theo chiều ngang và 58 độ theo chiều dọc. Và chúng cũng tạo cái ảnh độ sâu cực kỳ nét, 1280x720 pixel, với cái tốc độ khung hình lên tới 90fps và đi kèm với cái công nghệ màn chập Global Shutter tiên tiến của Intel. Thêm một đặc điểm nữa thì hai cái công nghệ độ sâu trên hai chiếc camera này thì đều là stereoscopic. Và trong các cái video trước ấy, thì mình với anh Thảo có nói rất là nhiều về cái công nghệ stereoscopic này của Intel rồi. Và tuy nhiên thì có một số anh em cũng sẽ chưa hiểu rõ về cái công nghệ này lắm. Thì mình sẽ giải thích qua cho anh em về cái công nghệ để anh em hiểu rõ hơn nhé. Về cơ chế hoạt động của cái công nghệ stereoscopic trên Intel Ryzen Camera ấy, thì nó sẽ hoạt động liên tục theo thời gian thực và cung cấp được những cái thông tin về chiều sâu cũng như là chuyển động của vật thể trong môi trường khác nhau. Thì để mà lấy được những cái thông tin này từ những cái ảnh 2D ấy, thì nó rất là khó. Nhiều khi thì anh em phải cần đến những cái mô hình AI hoặc những cái tập toán rất là phức tạp, và đôi khi anh em sẽ không thể thu thập được cái thông tin đấy, thì camera 3D sẽ giúp anh em làm được cái điều đó. Chúng ta sẽ thấy trên Intel Ryzen Camera sẽ có hai cái camera thu ảnh độ sâu ở bên trái và ở bên phải này. Thì mỗi camera sẽ chụp liên tiếp những cái hình ảnh với những cái góc độ chụp khác nhau, và chúng ta cứ hình dung nó như mắt trái và mắt phải của chúng ta vậy. Khi chúng ta bịt một mắt và nhìn vật thể bằng cái mắt kia ấy, thì hình ảnh của vật thể sẽ không ở cùng một vị trí mà có cái sự dịch chuyển ấy. Thì hai cái camera trái phải ở đây sẽ thu một chuỗi các hình ảnh như vậy. Các cái điểm ảnh ở vật thể bên trái sẽ tương ứng với một cái điểm ảnh của vật thể bên phải, và sự chênh lệch giữa hai cái điểm ảnh đấy thì sẽ tạo được cái độ sâu của vật thể. Tiếp theo về cái cảm biến RGB trên cả hai chiếc camera này thì nó đều tạo được cái ảnh RGB với cái độ phân giải rất là tốt, 1920x1080 pixel, với tốc độ khung hình 30fps, và đi cùng với đó là một cái công nghệ màn chập Rolling Shutter. Và cái trường nhìn của cái cả hai cảm biến RGB này cũng rất là tốt, 69 độ theo chiều ngang và 42 độ theo chiều dọc. Và cả trên hai chiếc camera D435 và D435i thì đều được trang bị một cái máy chiếu ngoại IR projector. Giống nhau gần hết như vậy thì anh em sẽ thắc mắc là cái điểm khác nhau trên hai chiếc camera này sẽ nằm ở đâu. Thì ngay từ cái tên ấy thì nó đã thể hiện cái điểm khác nhau rồi. Thì trên chiếc D435i thì có thêm cái chữ I. Chữ I ở đây thì thể hiện cho cái IMU, viết tắt của cái Inertial Measurement Unit. Thì nó là một cái module đo lường quán tính được sử dụng để phát hiện các cái chuyển động ở 6 bậc tự do. Thì cái IMU này thì kết hợp với nhiều loại cảm biến, bao gồm cả con quay hồi chuyển này, cũng như cái cảm biến gia tốc để phát hiện các cái chuyển động quay
và chuyển động theo các cái trục tĩnh tiến ấy, thì cung cấp thêm thông tin về vị trí của cái thiết bị. Đặc biệt khi robot chuyển động thì cung cấp được rất nhiều thông tin về độ nghiêng này, góc quay này, để giúp hệ thống cân bằng một cách tự động, đặc biệt trên cái máy bay không người lái. Ở IMU trên D435i ấy, thì bao gồm các cái cảm biến gia tốc tuyến tính 12 bit 30 và các cảm biến con quay hồi chuyển vận tốc góc 16 bit 30. Cảm biến gia tốc là một trong những cái cảm biến chuyển động được sử dụng phổ biến để đo tốc độ này, vận tốc thay đổi này, của vật thể do các cái lực tuyến tính tác động lên nó, thì từ đó tính toán được cái vị trí trong không gian. Tuy nhiên thì chỉ dữ liệu của cái cảm biến gia tốc thì làm sao mà tính toán được vật thể khi nó bị nghiêng hay là bị xoay. Vì vậy để giải quyết vấn đề này thì IMU trên D435 thì có thêm cái con quay hồi chuyển cung cấp thêm cái vận tốc góc này, gia tốc góc này, cũng như là độ lệch này theo ba trục x, y, z. Thì dữ liệu sẽ được tổng hợp từ cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển. Thế giúp cung cấp thêm về cái chuyển động này, về hướng góc nghiêng để xác định vị trí hay là cân bằng hệ thống. Máy ảnh độ sâu D435 thì tạo và truyền các cái dữ liệu IMU này từ con quay hồi chuyển và cảm biến gia tốc một cách độc lập. Vì các cái cảm biến quán tính này thể hiện các cái tốc độ lấy mẫu khác nhau. Ví dụ như là tốc độ lấy mẫu của cảm biến gia tốc sẽ trong khoảng tần số từ 62,5 đến 250 Hz. Thì trong khi đó thì con quay hồi chuyển sẽ có tốc độ lấy mẫu trong khoảng tần số từ 200 đến 400 Hz. Thì mỗi gói dữ liệu IMU được đánh dấu theo thời gian bằng cách sử dụng đồng hồ trên cái cảm biến độ sâu, để cho phép đồng bộ hóa tạm thời dữ liệu giữa các cái con quay hồi chuyển này, giữa cảm biến gia tốc và độ sâu. Nó có khả năng cung cấp được cái thông tin vật thể chủ động với cái gia tốc gấp 4 lần gia tốc cận trường và với tốc độ góc 1000 độ trên giây với cái chuyển động quay. Nhưng mà nó lại có cái độ chính xác lấy mẫu theo thời gian thực cực cao, sai số đâu đó chỉ khoảng 50 micro giây mà thôi. Mỗi mẫu ấy thì nó có thể cung cấp được một số các cái thông tin, ví dụ như là vector vị trí này, các cái vector vận tốc và gia tốc tuyến tính này, hay là vector vận tốc góc và gia tốc, đi kèm với cái chất lượng của mẫu thông tin thu thập được. Vì vậy nếu mà anh em sử dụng trong các cái trường hợp những cái vật thể này, hay là sử dụng trong các cái trường hợp robot mà trong các cái địa hình nó bằng phẳng này, thì D435 là một cái sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em. Ví dụ như quét vật thể chẳng hạn, các cái dữ liệu do các cảm biến thu thập được sẽ được sử dụng để tái tạo lại hình dạng hình ảnh 3D trong cái thời gian thực. Từ đó thì các cái hình ảnh 3D thu thập được sẽ được ứng dụng rất nhiều trong các cái giải pháp khác nhau. Ví dụ như trong cái lĩnh vực thời trang chẳng hạn. Sau khi Intel Ryzen tạo được cái hình 3D ấy, nó có thể cung cấp được cái thông tin như là chỉ số cơ thể này và số đo ba vòng một cách chính xác, mà thợ may cũng không còn phải đo trực tiếp các cái kích thước từ khách hàng mà dùng máy quét 3D để thu thập các cái dữ liệu. Hoặc cái quét 3D ấy thì cũng được ứng dụng rất nhiều trong cái ví dụ một số giải pháp, ví dụ như là phòng thử đồ ảo chẳng hạn. Khách hàng có thể dễ dàng có thể lựa chọn thử những cái món đồ phù hợp với vóc dáng của mình, thậm chí đưa ra được các cái khuyến nghị về size này hay loại quần áo phù hợp, giúp cho người dùng nâng cao cái trải nghiệm khi đi mua sắm của khách hàng. Ở một cái ví dụ khác như là trong một cái ứng dụng bán lẻ này, thì ở đây mình có một con robot tên là Tally. Tally là một cái robot kiểm kê tự động để thiết kế cung cấp cho các nhà bán lẻ các cái dữ liệu chính xác về kệ hàng theo thời gian thực. Với sự trợ giúp của camera độ sâu Intel Ryzen D435 thì nó có thể theo dõi hiệu quả cái hàng tồn kho trên kệ này, các vấn đề như hết hàng hay vấn đề về thay đổi giá và nhầm lẫn cũng như là việc thất lạc hàng hóa. Thì cái máy ảnh độ sâu Ryzen này thì đóng vai trò như là mắt của robot vậy. Các máy ảnh sẽ cung cấp cái dữ liệu mà Tally sử dụng để lập bản đồ, xác định cái không gian biểu thị các cái mặt hàng hết hàng. Ngoài ra với nhiều các cái camera độ sâu Intel Ryzen được đặt xung quanh robot ấy, thì Tally có thể nhận biết được bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường đi của nó,
chẳng hạn như xe hàng hóa này, hay là va phải các màn hình này, hoặc người mua sắm, và điều hướng một cách an toàn. Nó cho phép Tally tránh được các khu vực đông đúc và luôn nhường quyền ưu tiên cho khách hàng. Còn D435i với IMU sẽ thích hợp hơn trong các cái môi trường robot phải di chuyển với cái địa hình phức tạp ấy. Thì IMU là cái bộ phận cần thiết để giúp cái robot tự cân bằng được, giúp cho chúng không bị lật khi mà đi vào các cái địa hình lồi lõm. Thì ngoài ra ấy, thì nó còn giúp trong các cái máy bay không người lái, thì IMU giúp cho cái người điều khiển ấy, giúp cân bằng cái máy bay trên không nó tốt hơn ấy, hoặc là điều khiển xác định vị trí của nó tốt hơn trong không gian. Hy vọng sau cái video này anh em sẽ chọn được cái chiếc bra phù hợp với setup của mình. Hiện nay thì brand BC cũng đều đang phân phối chính hãng hai dòng sản phẩm camera Intel Ryzen D435 và D435i với chính sách bảo hành 1-1 trong vòng 12 tháng. Để sở hữu hai cái sản phẩm này một cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ một cách tốt nhất ấy, thì anh em hãy liên hệ với Brand PC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía bên dưới. Nếu anh em thấy video hay và bổ ích, hãy cho Brand PC một like, một subscribe để Brand PC có thêm động lực ra nhiều cái sản phẩm tiếp theo cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.